Hello, chúng mình quay trở lại với Trang Đấu Tùng và đến với một dự án đường trên của The Ball với tướng tủ Ramus Ngày hôm nay sẽ là một con Ramus proxy cho nhà trình đối phương cực kỳ chill của The Ball anh em nha Và cùng xem xem là con Ramus này sẽ thể khả năng gánh tim như thế nào nào Let's go Ok Ok, ngọc tái thờ cho anh em tham khảo thì nó vẫn là ngọc quen thuộc mà thôi Dư chấn, tàn phá hủy diệt, kiểm soát điều kiện cùng với kiên cường Bảng phụ lấy à, giày miễn phí và thuốc thần nhân 3 Tốc độ đánh cùng với máu theo cấp đến từ Ramus của The Ball Kẻ đối gặp ngộ không anh em nhá. Đội hình đối phương khá nhiều sát thương vật lý. Và đây là một con Ramus sẽ fit rất là nhiều đầu trận để proxy và thậm chí là proxy trong nhà trình đối phương với việc là double proxy luôn. Proxy hai anh em nhá. Và sức cánh tim của Ramus khi về late game đó, các bạn, nó cực kỳ khỏe, nó có thể one shot được xạ thủ. Với lượng sát thương phép phản đến từ giáp gai cùng với W và đội hình đối phương đang có rất nhiều sát thương vật lý Đối phương có một con Seraphine Là sát thương phép nhưng mà cũng không quá đáng kể. Rừng đối phương là Grave, một rừng đánh sớm yes, và chắc chắn là ván này sẽ phải phí rất là nhiều để có thể farm rồi. Doryu, Đây là cao chính của đội bao anh em nhé. Đội bao đã quay trở lại đánh cao chính rồi That's và cùng xem xem là đội bao sẽ up lên thách đấu trong vòng bao lâu. Tôi to... okay. vào trong game luôn anh em nhé. Ok, khởi đầu oh, với giáp yeah. lụa cùng với tái sử dụng và sẽ đi proxy ở level 1. Không biết là việc proxy level 1 nó có gặp khó khăn gì hay không Đánh lên rank cao là kiểu gì cũng bị đối phương đánh chặn 5 người anh em nhé Nhưng mà đây là cao chính của đờ bao thì nó tụt xuống rank kim cương rồi Nên Lớp đi kim cương thì đôi khi người ta sẽ không biết đờ bao Người ta sẽ không biết về cái lối chơi ra proxy Và người ta sẽ không cản Thì nếu để ra proxy được những cái tâm lý đầu tiên một cách quá chiều các bạn Lượng trang bị mang ra sẽ là rất lớn và nó sẽ Cực kỳ khó chịu với lối chơi proxy nếu như được farm một cách thoải mái ở những khoảng thời gian ban đầu Đồng đội đang đi kiếm rừng đối phương ở khu cánh dưới rồi. The Ball thì cắm mắt ở khu vực bùa đỏ đối phương và vòng ra được phía sau trụ ba đối phương rồi. Ngon rồi anh em ơi. Chiều rồi đó. Thấy là chiều rồi đó. <laughs> rừng đối phương đã lộ ở khu cánh dưới rồi. Ván này thì cánh dưới có một con Queen đi bot anh em nhé. Queen đi bot cùng với Thresh. Rừng là Belvet và ngay cấp độ 1 thì nó W proxy thôi khỏe ha tự nhiên đánh à, cao chính xong nó rớt xuống rank kim cương cái tự nhiên được proxy level 1 đánh tầm ranh cao thủ đại cao thủ là rất khó để proxy level 1 anh em nhá rồi chiều ở đó ngộ không đang lần vờn khung cánh trên để hỗ trợ gây ăn con bùa đỏ dừng đối phương ở cánh trên để ăn bùa đỏ thì đối phương có thể ganh sớm ở level 2 nhờ mình chấp nhận câu chuyện là mình lên bảng để mình farm thôi anh em phan này bấm mình luôn nhờ bấm mình luôn đi anh em ray ăn bùa đỏ xong nó có thể ra ganh đó chiêu chiêu hai tân lính rồi chết cũng được anh em ạ. À. Đưa tân lính lên level 2 với cái quy. Level 2 có quy thì sẽ câu được một lượng thời gian tương đối. Ah, ok, hai tên ha, It's sương sương. So Nhưng mà dừng đối phương có lẽ sẽ di chuyển vào với tình huống cắm mắt đến từ Gray rồi tôi xong rồi W chạy tốc hành chạy thôi. Sẽ là một pha đầu tư tốc biến đến từ Gray ạ, rất mất thời gian đến từ Gray để có thể chặn một con Ramus proxy ở đây. Nhưng mà sát thương đối phương là chưa đủ. Xia. Con đang vào Asia ping liên tục rồi Asia ping liên tục rồi <cười> À <laughs> Phích cái chiến công đầu dành cho đừng giữa đối phương Mua được thêm một cái giáp lưới Dừng đối phương rất mất thời gian Và Belvet bắt đầu out jungle rồi này anh em này Belvet bắt đầu di chuyển để có thể cướp bùa đỏ Nhằm bùa xanh của con Grey phía bên kia Dừng đối phương farm được bùa đỏ Sau đó mất rất là nhiều thời gian để giết một con Ramus Và tân này thì được bao quyết định là không TP luôn vẫn kịp có xe to không nhở? nếu mà kịp xe to là ok anh em nhé, vẫn kịp xe to anh em ạ. À. mất kinh nghiệm ở đây đó là ba con lính đánh gần cùng với một con lính đánh xa. kịp xe to và đối phương đã level 3 rồi. một pha gõ quy đến từ gu công và mất luôn giáp cốt với lượng sát thương phản đến từ đờ bao. nhưng mà chưa có được áo tràng gai anh em ơi. xử lý xe to tốt rồi nhưng mà vẫn chưa áp được level 3 có level 3 dành cho ramus của đờ bao và định không dùng E à? Ờ, ngộ không E chạy được trong lúc mà đờ bao đang có W. Cánh dưới bản đồ thì đã có những tình huống đổi mạng diễn ra đến từ cả hai bên. Chờ hồi W đã farm tiếp hả? Belvet đang ping đép rừng bùa xanh và có những dấu ping chấm hỏi. Ngộ không mất máu là tương đối nhiều ở đây rồi. Đờ bao có quy nhưng mà quy không trúng pha này thì hơi khó chơi nha. Ngộ không E lên đánh tay đờ bao quy nhưng mà không kích được dư chấn. Không có dư chấn để kích vào đến phương đầu tư tốc biến ăn cái mạng này. Thôi được rồi đủ kéo cho gai rồi anh em ơi Gray đúng là đã di chuyển sang để gỡ rừng khi mà Velvet đã lộ khung cánh dưới okay, not, too not too bad, không quá tệ, TP lên đường trên và sẽ là một tình huống cuộn quy lên để đón lính Ngộ không thì yếu và phải bắt buộc reset rồi Cái tên ngộ không reset này là tên mình đẩy nhanh sau đó mình proxy tên sau anh em nhé Vừa vào là thích fit hai xác rồi đó Đối với phương đầu tư tốc biến để ăn một mạng solo kill the bao. Sau đó đối phương phải reset và tân lính được đẩy rất nhanh tới the bao để có thể vòng ra sau trụ proxy tiếp Từ khi có cái áo tràng gai cùng với level 4, hai điểm cộng W á Thì proxy sẽ đỡ tốn máu hơn Họ không gõ, gõ một cái và sau đó thì quay lại đón lính rồi Lại tiếp tục có những dấu ping chấm hỏi đến từ Asia rằng Seraphine sẽ lên cánh trên Nhưng mà kệ đi anh em ơi, level 5 rồi Level 5 điểm cộng thứ ba đến từ W cùng với một cái áo tràng gai. Đi proxy là quá chiêu ở đây. Dừng đối phương hình như đang ở cánh dưới để băng trụ thì phải. Seraphine cũng không lên đường trên được quá lâu vì Azir cũng đang để đường cực kỳ tốt. Chiêu hả? Chiêu chiêu anh em ơi. Azir xuống đường dưới để roaming à? Cuộn quy và thẳng trong nhà chính đối phương ở level 5 để proxy nhận hai hit từ trụ ạ. À. <laughs> Aziraming thì mình ké cái tân mít được không nhờ Ké tân mít tân sợ là mất máu hơi nhiều ờ, Được bốn con tân mít thì phải ba con tân mít gì đó Kích dư chấn bằng một pha e Gray ở đây, Kai'Sa ở đây, nó có xe to anh em ơi, xe to à, Nếu mà không ăn hai hit từ trụ, ăn một hit thôi mình nghĩ là ok đó Là xong cái tân này luôn đó Nhưng Vẫn đủ tiền để hướng tới một cái đai khổng lồ ở đây Ké được cái tân mít của Asia cũng tầm hình như là ba con À, kênh chat kêu là like mày phải out carry the opponent oh, oh, tức là mày farm nhiều như thế, mày, mày farm cả của đứng giữa như thế thì mày phải out carry thằng đối diện. Ok thôi, ok thôi bro. Tôi sẽ out carry được thoải mái. Nếu các bạn không phải đỡ bao thì các bạn đừng làm như thế nhá. Nếu các bạn không phải đỡ bao thì các bạn cũng đừng chơi giao án này nhá. Ờ được bao là một người rất là hiểu game nên mới chơi được cái giao án này nó chuẩn chỉ thôi anh em Anh em chơi vào mà không vận hành tốt là nó rất dễ thành fit thôi chứ không có win đâu nha Fit to lose đó Giờ lên đường trên farm chiu, chiu có level 6 dành cho cả hai Cuộn quy giữa hai trụ để có thể proxy tiếp tân sau Bật ly và ngộ không này nó level 6 nó có lốc xoay nó có nhiều đam nha E kích dư chấn và sau đó thì dọn nốt tân lính rồi chết cũng được anh em ơi Ok nốt tân lính không bốn không rồi nhà bán mạng để farm ha con ra bắt đầu trận nó yếu mà các bạn nó rất là khó để Đấy. đi đường ấy nên là phải bán mạng để farm hai mảnh của giáp gai là ngon rồi tầm tham mươi tám phút có giáp gai là đẹp anh em ạ I then đây là một tình huống ngộ không tiếp tục phải di chuyển về sau đợt reset. Và đời bao nói là đời báo sẽ ra đường trước so với ngộ không. Mình chết nhưng mà mình về sớm hơn, mình ra sớm hơn, mình lại tiếp tục đẩy đường. Ừ, mình chết nhưng mà mình kiểm soát được len, mình control được len, len mình luôn luôn đẩy. Trụ mình không bao giờ mất máu cả. Mình có chỉ số farm nhưng mà đối phương sẽ vừa có farm vừa có mạng chỉ là cái len đối phương sẽ là cái len mà bị con ra đẩy hoài ấy vì proxy mà proxy là một cái trò mà không có lính để ngộ không ăn trụ và đối phương không proxy được cũng là một cái thiệt thòi của đối phương kda means nothing kda chả có nghĩa lý gì cả rồi lại tiếp tục proxy tiếp anh em ơi 8 phút là có giáp gai rồi này, anh em này cái khiên trụ được không nhờ giật ván khiên trụ anh em ơi vào ké khiên trụ cái Ok khiên trụ xong đợt lính này nữa là một k tiền Ok chết cũng được Tầm này không bốn rồi cái mạng này nó bắt đầu nó là cái mạng ít tiền rồi Đó đủ cái giáp gai sau 8 phút Ok nice Một lớp khiên trụ 72 CS sau 8 phút Mặc dù chết đó là năm mạng ở đây Bot đối phương có một con Aatrox support à <laughs> Rancho đánh cả Atrox support anh em ạ à ờ trở lại được trên nhanh nhá cái tên này là cái tên có xe to và ngộ không nó sẽ đẩy vào để ăn khiên trụ này anh em ơi cánh dưới cũng đang đánh nhau khá là nhiều trong khoảng thời gian vừa qua nhưng mà tìm được bao đó rất là xanh nha thế thì thoải mái rồi cánh dưới mà xanh đây là thoải mái rồi anh em ơi ngộ không không dám ăn khiên trụ được bởi vì là nếu như mà ăn khiên trụ thì con ra mất nó khiêu khích một cái thôi là bị trụ bắn à Trụ à, của đội ba vẫn còn tương đối nhiều máu anh em nhé, trụ đối phương đã mất một khiên trụ rồi. cánh dưới chết 3 người ơ kìa vừa nói đi đường tốt xong cánh dưới đã fit ba người rồi. nhưng mà nếu mà game khó khăn quá thì con Ramus về lết nó gánh cho anh em. nhìn đội đối phương toàn sự vật lý thôi anh em à tàn phá hủy diệt một cái sau đó thì đi đi proxy tiếp anh em ơi. ok chill chill <laughs> chill chill. <laughs> ngộ không đang rất xanh anh em nhé, đối phương up level 9 rồi này. nhờ với cái giáp gai đi proxy thì quá chill luôn. 8 phút cầm cái giáp gai đi ra là thấy đẹp trai rồi Có những ván đấu đánh ở rank tầm đại cao thủ thách đấu ấy các bạn Người ta sẽ không cho proxy chill như thế này đâu Ngộ không cũng đang chặn lính để có thể farm Và không cho The Ball có thể tiếp cận khiên trụ thứ hai. Bot đổi mạng giữa hai ADC Ray lại có mặt cánh trên với hai bùa rồi Azir cũng ping chấm hỏi là Seraphine có thể lấy cánh trên Tiếp tục proxy với một con Ramus cấp độ 8 ở đây Belvet có ý định lên đường trên với một con không 05 à rồi Vét có khỏe không nhờ? 2v2 thử không? Cảm giác là hơi khó đấy nhà tốc hành sau đó thì đứng sát bờ tường và quy chạy đối phương lốc xoáy e vào ngộ không mất một lượt lốc xoáy rồi nhấp nhả liên tục hất tung đến từ Vét khiêu khích thành công ngộ không bắt đầu tụt máu nhưng mà đối phương còn lốc xoáy lượt hai Vét mất máu là hơi nhiều thì phải Vét e hơi trễ mất máu là hơi nhiều ấy ạ ké khiên trụ sau đó rờ chạy nhưng mà chạy được hay không mới là vấn đề ray trừng phạt và sau đó thì đối phương bắn liên tục w chưa hồi kịp quy quy chạy được không À, bùa đỏ đốt. <laughs> uh, Bèo vét kia là my bad, my bad. Ờ, oh uh, thật đừng lên top mà ơi, đánh xuống dưới cánh dưới kìa. <laughs> để tôi farm trên top chim chim thôi, trời ơi. Đang farm ngon. nhờ vẫn ăn được hai khiên trụ anh em nhá Ăn được hai khiên trụ cùng với chỉ số farm vẫn rất là tốt. Để từ đời bao. TP ha. TP đón cái turn này và giữ máu trụ thôi. Ngộ không lại phải bê về để có thể reset. Thì mình ăn xong turn này mình... Uh, proxy turn sau. Và tân sau proxy được thì lại tiếp tục proxy được thêm một tân nữa Nói chung cứ thế thôi anh em cứ chill chill thế thôi Đầu trận nếu mà dọn không sáu rồi Ngộ không TP luôn à Ngộ không TP để có thể đón lính cùng với giữ khiên trụ hai mà tầm 260 mấy giáp với W như thế này thì Không chết được đâu các bạn ơi <laughs> Đây là lên thắng á <laughs> không sáu không nhưng mà đang là một len thắng anh em nhé ngộ không farm rất là tốt ngộ không đã có dìu đen ngộ không cũng chưa làm số bất kỳ một lần nào ngộ không cũng sẽ cố gắng bán máu của mình để proxy và không cho đợt lính chạm trụ vì tầm này ngộ không cũng đã có đam rồi còn những cái tân nào mà mít của mình nó di chuyển xuống cánh dưới hoặc là nó chết đấy các bạn thì mình proxy highland luôn cũng được <laughs> hôm trước mình làm cho anh em xem cái giáo án ra mất proxy highland và nó sẽ có khoảng chừng 200 CS sau khoảng chừng 17 18 phút thôi. 200 CS anh em ạ. Double proxy. double proxy. Ok, double proxy đến từ Debau khi double. mà Azir vừa có một turn về nhà. Hôm so trước thì làm proxy sure Highland là ở bên phía đội 2 anh em nhé Và proxy ở cái vị trí này này các bạn. Bên phía đội 1 thì nó dễ hơn, bên phía đội 2 thì kéo tới kéo lui hơi khó. kéo được thêm 3 con gần nữa thì phải tơ lính 9 con. 63 63 63 vàng cộng thêm Ừ được ba con gần Ừ được ba con gần Tức là mỗi con 21 vàng Thì là 63 vàng anh em nhé Tân này một mình ông proxy được 9 con rồi Chưa lại ba con đường giữa Chiêu chiêu nhà chính đối phương Một mình chơi game Ngộ không về Ngộ không bỏ qua tân lính đường trên à Cái tân lính đường trên kìa Ngộ không ơi <laughs> Cuộn vào cái hạt thông Có nghe cái hạt thông Để proxy hai lên tiếp à Asia đang running xuống canh dưới Nhưng mà đưa vào quyết định là không proxy hai tân nữa Proxy một tân xe thôi Ngộ không mất rất là nhiều lính rồi Ngộ không bắt buộc phải lên top để có thể đếp cái tên đang đẩy vào nhưng mà ngộ không ra mid à? Ờ, ngộ không ra mid thì kìa anh em. không roaming mid lane. Ok, thế thì tôi ăn khiên trụ. <laughs> phải thích ứng với tình huống van đấu anh em nhé. Ví dụ cái tân này con ngộ không lên đón top thì mình tiếp tục proxy. Còn nếu đối phương ra mid đúng không? Free khiên trụ Hai khiên trụ này Ngộ không có một turn raming ra khu đường giữa Chẳng biết là đối phương lấy được bao nhiêu lợi thế Nhưng mà mình cứ đi mình khai thác thôi anh em Đây là lợi thế cá nhân dành cho đời bao một mình một game Nói chung là game này là game mà đời bao không tương tác với đồng đội tí nào Một phát tương tác với đồng đội thì Thua Nên là xu hướng của đời bao lúc này là chơi với lính khoảng chừng 20 phút đầu anh em nhé cắm mắt phát hiện ra con bùa đỏ đối phương vẫn còn và đối phương tiếp tục giao tranh tầm này ngộ không chỉ cần ra một phát thôi các bạn là mất trụ tốt liền à vừa ra một cái là mất hai khiên trụ rồi này còn con, con ra mất này thì nó vẫn đang farm quá chiêu luôn vì proxy không hề mất máu với thuốc thần nhân ba thì lại còn cộng được thêm một điểm e ăn gian nữa và ở cấp độ 11 quyết định cộng mắc và kỹ năng e thay vì cộng một điểm r lại tiếp tục proxy ở đây con à, chóc support này thì được bao nhiêu đam nhở Ê nhưng mà coi chừng có đam Seraphine nhá Con Seraphine này là con Seraphine limit nó được farm anh em à kích dư chấn với cũng khiêu khích và sau đó thì proxy tân xe to rồi chết cũng được nó có xe to được không không được rồi Seraphim Dam kháng phép cũng không có nên là nó cũng có lượng sát thương khá khá không kịp có xe to anh em ạ nhưng mà proxy trong nhà chính đối phương thì gọi là quá chiêu rồi một mình đờ bao đã phí tới 7 xác ở đây thế tính ra thì cánh giữ cũng chưa thua nhiều hai cái giáp lưới một cái giày pháp sư và một cái giáp lụa tầm này thì cứ phun giáp lưới trước anh em nhé sau đó nâng cấp từng cái giáp lưới một tân lính xe to đường trên thì nó không ăn trọn vẹn nhưng mà vì đợt lính nó cũng khá là yếu máu rồi nên là gu công cũng không chạm trụ được luôn boss thì vẫn đang băng trụ khá là căng và a đã lên bản điểm số rồi đúng rồi tầm này dừng cái đánh xuống cánh dưới thôi các bạn để con ra mất đường trên nó tự động nó proxy nó farm là nó khỏe bởi nó fit 07 thì cái mạng của nó tầm có 100 yeah, tiền thôi các bạn. They all, they mà trụ đường themselves. trên của Ramus là không bao giờ mất máu như em nhé. <laughs> cánh dưới đánh nhau ỉ xèo có Ramus đường trên cứ farm chi 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 của mình game. Và cái tên này là cái tên mà nếu như ngộ không không lên kịp là mất trụ tốt đấy nhá. Uh, trụ một tà bản đồ thì thuộc về cho đối phương ở khu đường giữa rồi Đồng đội vừa bắt được một con Seraphine Double kill dành cho Belvet rồi Đồng đội cánh dưới đang đánh rất là chill cũng có lợi thế nếu như mà đồng đội cánh dưới mà gặp khó là con Ramus này sẽ gọi là ra tay tương trợ trụ một đường trên dành cho đội bao ngộ không ram ra mít thế thì đường trên ai đây gray và Seraphine đang trên bản đếm số rồi sẽ là một pha proxy trong trụ đến từ đội bao để lính của mình nó có thể tác động vào trụ một cách tối đa well, paid, tranh thủ uh, proxy tiếp hả <laughs> lại vào nhà chính à <laughs> lại vào nhà chính proxy tiếp à Ờ uh, đang lên tốt để đón quay ở trụ 2 rồi Ray lại ở đây rồi Tiếp tục kéo lính đường giữa và sau đó thì kéo tới kéo lui Bị trượt mất một con à Trượt mất một con đường trên và một vài con đường giữa Sau đó thì khiêu khích Ray Ray bắn có vẻ là tụt máu hơi nhiều Ray hai đồ sát lực bắn một con ra mất tầm 300 giáp và bị tụt máu quá nhiều ở đây Đối phương đang dí theo đời vào, đời vào cắm mắt Kai'Sa Dí theo như Kai'Sa quyết định là bỏ con Ramus để đi đép trụ rồi Trái làm gì con nó mất này à? <laughs> 16 phút 108 CS lại tiếp tục proxy một lúc hai à? Ờ, ê, ê. Được không? Được không? Được không? Miss one rồi, chưa mất một con rồi Ok, lại tiếp tục proxy một lúc hai Vì đồng đội đang giao tranh nên là cái turn mid này là không ai đón anh em nhé Đối phương lại có sứ giả đường giữa nữa Nên là mình proxy hai pha này là rất hợp lý luôn đấy vì cái lính mid này mà không proxy là nó sẽ đấm trụ hai của các bạn luôn đấy nhỉ. Ừ, zero. minus zero. Không chưa con nào. Một con lính còn lại nó vẫn còn ở đây anh em mà nó chưa bị đợt lính của mình phá hủy và trụ hai đường trên 700 dành cho bao rồi, siêu giàu rồi. 17 phút 192 CS. Hai trụ đường trên, tiền không. Giàu anh em và con Ramus này cực kỳ giàu luôn á. Sau đó thì đang cố gắng nốt cái con xe to rồi chết ha. Nốt con xe to sau đó thì thậm chí là chiêu cuối và quy chạy được đến từ đầu vào. 070 nhưng 198 CS sau 17 phút. Hoài 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 khỏe anh em ơi. Xuống núi anh em ơi, mi bot mi bot mi bot để tôi bot anh em ơi. Tầm này có thể gọi là mãnh hổ xuất sơn được rồi. Bỏ qua con lính vừa rồi đi ha. Rắc so, ok. 17 phút cầm hai trang bị, <laughs> bị rưỡi cũng giày hai. Nó giàu điên luôn đấy các bạn. Chứ không <laughs> phải giàu bình thường nữa. Mà tanker 2024 anh em biết rồi, tanker 2024 nó có sự gánh tim rất là mạnh. Đồng đội đã đánh nhau tắt đầu chảy máu ông đang đi farm ạ W lên gần 600 giáp Tí nữa vào team farm mà kích đồng đội tại giác so là 600 giáp hơn luôn đấy anh em à, Nhưng mà Queen farm hết cái tên của tôi rồi Thôi à, để tôi bot cho bạn ơi Anh em đi đánh nhau đi nhá Tôi sẽ đẩy bot và nhiệm vụ của tôi sẽ là ăn trụ hai cho các bạn Đường trên là xong hai trụ tôi hết nhiệm vụ rồi Hết muốn proxy đường trên một lúc hai tơ nữa rồi Tầm này hỗ trợ đường cánh dành cho đồng đội để đồng đội đi PK cho thoải mái anh em ạ. Ngộ không đang đẩy tân tốt thì lại TP đi PK. <cười> 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 một mình một game. Không có tương tác với tướng luôn đấy các bạn. Mà team lại còn đang thắng nữa. Rồi còn đã chóc support level 9 là nó cái gì đây? Con Ray level 11. Một con ramus mất bật W lên 830 giáp. Một nghìn giáp. Nó vừa nhảy lên nghìn giáp khi ừ, kích dư chấn kìa anh em. nghìn giáp ở 18 phút. Thế thì Gray này bắn kiểu gì được? Đấm tôi đi anh em khiêu khích được hay không đây dính W A chóc bắt đầu là một tình huống di chuyển ra đến từ Belvet A chóc chém tay giáo thiên ly hồi rồi ơi con A chóc đến Q3 được dưới 100 máu anh em ạ à. đánh tay với giáo thiên ly chí mạng mà được có 70 đam con Ramus này nó quá khỏe rồi anh em ơi sau đó thì A chóc lên bản đếm số nhưng mà Queen đâm vào hơi sâu ok Queen làm gì đấy Uh, sau đó thì bao đang uh, cố gắng để rút lui Kai'Sa nó có sát thương theo phần trăm máu Kai'Sa rờ thẳng vào một cú quy của ramus và sau đó thì Đờ mất máu là hơi nhiều bật W quay người trở lại khiêu khích đối phương và không chiêu cuối hey. được rồi hả cái gì <laughs> sát đau cái cái gì shut down đấy con ramus không bảy mà shut down đấy <cười> <cười> ramus không tám mà shut đau một trăm năm mươi tiền ạ uh. hả <laughs> uh, Mặc dù là không tám một vậy thôi nhưng hiện tại con Ramos này khỏe anh em nhé Và các bạn sẽ được chứng kiến cái khả năng on shot của một con rammer khi nó khỏe Nó sẽ khủng khiếp như thế nào Khi mà đội đối phương đang là Kai'Sa và Gray Tình huống lên bảng này đếm số hơi lâu vì cấp độ là cấp độ 14 rồi Chắc là không tìm, kịp TP đép cái tên tốt rồi anh em ơi Nhưng mà vì farm quá nhiều à các bạn Nên là KD mặc dù là 07 nhưng vẫn có treo thưởng 150 tiền và vừa bị con Kai'Sa sát down xong tiếp tục đi farm Gray thì đang cố gắng gọi là bán mạng để có thể để lẻ khu đường trên Ăn được một trụ nhưng mà sau đó thì chắc là không về được rồi Queen và Thread đang bắt lẻ thành công người chơi đây dừng đối phương Còn Gray thì cũng ít có trầm cảm anh em ạ à. Ăn mạng sớm thì nhìn cũng có vẻ là xanh Nhưng mà bắn một con Ramus lúc này là thấy tụt máu nhiều hơn Còn The Ball thì vẫn đang chơi game một mình Một mình một game Chưa xe to rồi Cố gắng giải quyết trụ hai đường dưới anh em nhá một cái W được tầm 700 giáp ở tại tham minh này ạ. Sa đã có cuồng đao rồi nhưng làm gì con ra mất này đây Một trụ 700 tiền nữa trắng, Một trụ nữa dành cho đời vào Thoải mái luôn anh em ạ Sau đó là một pha tông vẫn trúng nhà Có dư chấn tức là quy đã trúng rồi khiêu khích đối phương và Solo Volo Đây con tướng này vô học dữ đây Gray đang di chuyển ra bắn và đội bao bắt buộc phải rq để có thể bỏ chạy khi đang chưa có W Solo kill xạ thủ đối phương Solo với một con ra mất 08 ạ Sau đó thì bắt đầu đi tham chiến đánh nhau ở đây rồi À đang bỏ chạy, Seraphine bị khiêu khích và sau đó thì Threat lưỡi hai xoáy Seraphine có quyền trực đại thiên sứ Án tử bạn ơi, án tử thành công và đánh tay đến từ vào để có cái mạng này mà oh, thôi đời. Bắt đầu xung núi PK anh em ạ Nãy giờ chơi với lính hơi nhiều mà Threat đang gặp nguy hiểm Chưa có W từ đầu Đã có W trở lại Một cú tông kích dư chấn Khiêu khích thành công Án tử bồi vào Gray đánh tay và Gray tụt máu là cực kỳ nhiều ở đây Gray ba đồ nhưng mà bắn không chết được một con Ramus, lúc này đã là 878 giáp ba mạng liên tục dành cho đầu vào Một mạng solo kill one shot xạ thủ đối phương Chỉ cần quy trúng một cái thôi là e Cái là Kai'Sa xa đi luôn rồi anh em Kai'Sa tự lăn ra chết mà <laughs> Tướng này đúng là Tướng vô học thật sự <laughs> Ok, nếu mà team cần thì tôi không sẽ cắt. Nếu mà team đánh tôi. hay mà win được thì dễ rồi anh em 245 CS sau 22 nếu phút không Ngộ không đang tầm 170 thôi anh em nhé Gần đó cái lượng CS là lượng kinh nghiệm cộng thêm cũng tương đối nữa Rồi, Kai Sa lang thang coi chừng lại bị on shot nha bạn ơi Đi đâu bạn ơi Queen tới rồi, khiêu khích đối phương Kai Sa đánh tay vào con mất của đời bầu Và Queen là người có mạng Dễ chơi chưa Seraphine thì sao nhở Seraphine thì nó lại không đánh tay nhiều anh em ạ Tốc đánh của Seraphine nó hơi thấp ấy Những con như Kai'Sa tốc đánh nó cao Thì nó lại phản đam W nhiều Nhưng mà đồng đội có được cả linh hồn dòng lửa Aatrox thì kêu là x9 Gray rồi Một pha Quy thẳng vào E sau đó W đánh tay liên tục đến từ đời bầu Seraphine cũng bị one shot bởi một con ra mất ạ Pháp sư cũng bị one shot rồi Còn Atrox support thì thực sự là không có đam Q ba và sau đó thì Aatrox yếu máu Aatrox... à, A có mạng của Queen à Proxy một lúc hai tên xe to ha một lúc hai tân xe to với linh hồn dùng lửa proxy cực kỳ chiêu còn a chóc thì bổ q 3 nội tại hút máu lại cũng nhiều nhưng mà đánh tay thì đang không có bao nhiêu cả để bao quyết định là kích quy tốc hành bỏ chạy khi mà chưa có w trở lại rồi mega Miss chiu ha có thêm cái linh hồn dòng lửa lại còn có thêm đam nữa anh em à Bởi ừ, vì con ra mất này thì thực ra là thêm đam hay thêm chống chịu gì cũng được hết Ám tử lưỡi hay xoáy các kiểu Ray yếu lắm rồi bết một pha quy để lấy cái e đối phương và khi đối phương mất e một pha không thanh tẩy bật lá chắn và sau đó lăn ra chết đến từ cai xa và đó là một con ramus bơi thẳng vào ăn sót xa thủ đối phương mà thôi bình 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 anh em ơi thực sự là những con xạ thủ nó rất là khó đánh khi mà gặp con ra mất như thế này một cái áo choàng diệt vong sau đó tp trở lại tới từ ra mất của The bao đồng đội đã giao tranh với mạng của Atrox vụ công và Kai'Sa sau đó thì mất mạng của Red và Belvet, Belvet chui vào trụ chết rồi. Khiêu khích được hay không đây? Đang cố gắng dí theo Quy lên và đối phương đang bỏ chạy trong vô vọng mà thôi. Khiêu khích thành công và mạng dành cho Ramus của đội vào với 300 tiền. Mỗi hit đánh từ trụ nó được tầm 100 đam thì không biết là bao giờ mới chết con Ramus này đây. Đầu game 08 chơi với lính nhưng bây giờ xuống núi một cái là 68 luôn anh em. Tính tính tính, tính, tính giết AD đối phương đấy à? <laughs> chết đâu chết Hello. Quy trúng rồi e và sau đó thì Aatrox đang quật quy lên Tokaisa vẫn một chấm máu bỏ về. Quy nơi quy ơi, phụ đam tí quy ơi. Aatrox chiến binh tự thấy đây có thể bỏ chạy quy e vào Aatrox bổ quy vào AD của mình nhưng mà khúc ca lan tỏa. Ấy ạ Thôi hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng hỏng my. Oh my. Ờ sao không giết được Kai'sa nữa nhỉ anh em nhỉ? Lỗi tôi, lỗ tôi, lỗ tôi. My best, my best. Sao không giết được con Kai'sa anh em? Không đủ đam à? nó có kháng phép rồi nhỉ? Dính khúc ca lan tỏa và chết chung với Queen rồi Bị shut down 900 tiền anh em nhé Nhưng mà Aatrox Support là người có được cú shut down 900 tiền của đời Chiêu ha Đồng đội đang tiếp tục đánh nhau rồi Pha này thì không có TP Đồng đội đánh, đánh nhau và hình như là chết Thres Chết thêm Azir ở ờ, giao tranh hai đổi hai đối phương đang ăn baron à đối phương ăn không được Baron vì không có Kai'Sa xa vào không biết là mất hai AD thì ăn Baron kiểu gì với Seraphine và A chóc nữa đối phương không ăn được Baron và đang bị tấn công và sau đó thì Belvet đang mổ rất đau ở đây Queen tốc biến sang Belvet tốc biến lên Gu công có mặt nhặt chân thân lên đến từ Belvet và sau đó thì bị Gu công lốc xoáy chết rồi Queen thì đang tiếp tục nhặt tàn lửa thả diều rất tốt A chóc bổ quy sau đó thì bị okay, Queen, Queen đấm hạ ở đây con này đây không nhờ như là còn con gũ công anh em ạ à. Quyết định đẩy thẳng vào nhà chính đối phương tới từ ra mất của The bao Sau đó thì end game à Tính làm gì ở đây đâu <laughs> Nó húc nhà đối phương à Một mình đấm ba thành viên đối phương với cái W sau đó thì quay sang kích dư chấn các kiểu đến từ The Ball Sau đó thì Azir lao vào xỉa Azir thực sự là có đam, Queen cũng tương tự là như vậy Queen có được cho mình có double kill Còn Kai'Sa nhìn con Ramus này quá ngán rồi Thực sự là không thể bắn được một cú rờ thẳng khiêu khích và cay xa lên bảng với mạng bye dành cho Azir à GG, well play Đó, Các bạn đoán xem ai là người lead down nào Atrox <laughs> à, vẫn đang kêu là x9 răng ngồ Không một ván đấu mà để cho con Robert nó proxy như thế nó, nó khỏe thực sự các bạn Mà đội hình đối phương lại nhiều sức thật vật lý nữa Chưa kể là team ván này cánh dưới cũng không đến mức gọi là quá fit đâu nha anh em nhé Team đi đường thì mặc dù là Queen hơi thọt một tí nhưng mà Belvedere thì khỏe và cùng xem cái lượng sát thương cuối game anh em ơi. Đây, đam cuối game. The Ball là người lead đam với 30.000 đam mặc dù đầu trận các bạn thấy là toàn chơi với lính đúng không à. Khoảng chừng 17 phút đầu farm được tầm 200 CS là chơi với lính không, fit 0708 luôn. Nhưng mà khi nó bắt đầu quay trở lại ván đấu để nó đi PK với lượng trang bị lớn sau khi proxy thành công á thì cái lượng đam nó mang ra nó khiến cho đội hình đối phương rất là ngợp vừa là đam to vừa là chống chịu nhiều và các bạn thấy là đời bao là người lít đam với 30.000 sát thương sau 26 phút 41 giây đồng đội thì cũng đánh rất là tốt với Belvet với Asia với Queen nhưng mà đam thì không thể nào bằng so với con ramus này được Ray phía bên kia cũng 29k đam nhưng mà liên tục bị Atrox kêu là x9 wow. <laughs> đây bảng tỷ số kê thì các bạn thấy là ván này thì đều bao fit 60 nhưng mà cái mạng tôi cũng đang thắc mắc cái mạng 07 đấy tại sao nó lại có shutdown đây anh em. Thường thì cái mạng 07 nó chỉ có 100 tiền thôi. Đây là một con Belvet cũng khá là khỏe. mít uh, mid đánh cũng khá là hay nhưng mà Queen chết hơi nhiều một tí. Không sao con Ramus này nó vừa tanh trâu mà nó vừa đam khỏe các bạn. Là đánh lết thì kiểu gì cũng sẽ có một con Ramus nó gánh team thôi. Nếu mà team không đánh tốt ở khâu landing. Nhưng các bạn thấy là ván này thì nó chỉ tầm uh, 27 phút. Tức là một game không quá khó khi mà canh giờ đánh tốt. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều và đã theo dõi một giao án của đời bao với con bài Ramos đi top và xin nhắc lại là nếu không phải đời bao thì các bạn đừng đừng đánh như đời <laughs> bao nó rất dễ bị uh, fit xong rồi hồi fit xong là thấy thua game đấy anh em nhé hẹn gặp lại anh em ở giáo án khác anh em nhá bye bye